Đây các bạn, về giả sử các bạn đã làm được cái này rồi, ok, đã làm ok rồi, thì bây giờ tôi click chuột làm, cô làm demo một một button thôi nhé. Cô demo button, cô click button trái thì cái hình này là sẽ mất, nó đẩy hình này ra trước, hiểu không ạ? Thì cái cách làm như sau, cách làm của cô như sau. Cô sẽ làm hiện tại thì thế này, cô bỏ bớt cái div đi, không cần, hiểu không? Cô để class my image vào đây này, cô bỏ bớt đi, tại vì thực ra là cái này cũng không cần, hiểu không? Cái này cũng không cần. Đó, tôi để trực tiếp vào này. Đó, bỏ bớt. Đấy. Ok. Bỏ bớt ha. Ra cái này không cần. Nó hơi bị dài dòng. Ồ, cái này không phải. Cái này là icon đúng không? Rồi các bạn copy cái này đưa vào. Ok. Được chưa? Thì nó chạy cũng vậy thôi. Đúng không ạ? Không đổi. Đấy, cái div đấy nó bị chỗ đấy nó bị dư. Tại sao cô lại bỏ? Bởi vì thế này. Cô muốn là cô khi tăng tương tác, cái này cô sẽ làm trực tiếp, nó dễ, nó phải khó khỏi thông qua cái thẻ div nữa. Cái cách giải quyết vấn đề là nó sẽ là như thế này ạ. Các bạn đầu tiên các bạn duyệt tất cả các con của anh này, đúng không ạ? Các con của anh này. À, nhưng mà bị dính hai ông này là vẫn con nè, cho nên là nó vẫn hơi bị dở nè. Bây giờ như này đi, cô sẽ cho hai anh này vào một cái div cho dễ xử lý nha. Tôi đang tìm con của đây, một loạt con, tôi sẽ mục đích của cô sẽ xóa cái con đầu và thêm cái này nè, thêm cái ID này nè vào cuối, xóa cái đầu thêm một cuối, xóa cái đầu thêm một cuối, nó sẽ tự động nó đẩy, hiểu không ạ? Bởi vậy cho nên tôi sẽ xử lý một chút xíu, nghĩa là đây tôi sẽ cho vào một cái div, hoặc là tôi cho cả cái nhóm này nè vào một cái div chung để tôi xử lý cái cho dễ. Đây. À, cả nhóm này cô sẽ cho một cái div chung. Ok. Và ở đây tôi sẽ cho nó một cái ID. Và ở đây có cái cô lấy ID, cô để cái ID hoặc là con. Phải tạm thời lấy con đi, ID chưa cần phải xử lý. Vậy đầu tiên cô sẽ bắt cái ID của anh này. Tôi sẽ lấy hết con của anh á. Tôi sẽ remove cái con đầu tiên và tôi sẽ nối vào cái con cuối cùng. Tôi sẽ add vào cái cuối cùng, tôi nối. Hiểu không ạ? Nối. Ok. Được chưa? Vậy tôi sẽ làm như sau, tôi viết JavaScript, tôi sẽ làm như sau. Khi tôi click chuột vào ở đây, thì để click chuột vào đây các bạn có hai cách dùng. Có thể dùng JavaScript hoặc là dùng jQuery đều được hết. Thì ta viết cái JavaScript thuần ha. Cái này ID là icon left luôn. Đó, ID là icon right. Tôi sẽ để như sau. Script ở đây. Tôi viết cái script ở đây. Đấy, script viết trong này. Được chưa? Ta sẽ có là, và khai bỏ biến ở trong JavaScript đó, vlef button sẽ gán bằng document.getElementById lấy bằng icon left. Tôi viết như này có nghĩa là tôi được lấy được cái đối tượng này, đúng không ạ? Đấy,
Vậy khi cô click chuột vào đây, on click chuột, đúng không? On click chuột, ok, thì nó sẽ chạy một cái gì đó, đúng không? Tao có thể sử dụng sự kiện on click. À, ví dụ như tôi để alert bật ra một thông báo ABC, nó bật ra một thông báo ABC, đúng không ạ? Cái này được gọi là viết inline, viết trong dòng. Tuy nhiên tôi muốn viết thực thi công việc nó nhiều hơn một câu lệnh, hiểu không ạ? Tôi viết được nhiều hơn một câu lệnh thì tôi viết một cái hàm, cái function, cái hàm tôi để là function left action chẳng hạn. Đó, hoặc là next previous, tùy các bạn ha. Trong này tôi viết một cái gì đó, ví dụ alert ABC. Ví dụ như là in function chẳng hạn. Bây giờ tôi xóa cái này. Tôi gọi đến cái hàm đúng vào cái vị trí này. À, các bạn sẽ thấy khi nó chạy, nó ghi là in function. Vậy khi tôi thực hiện một cái sự kiện on click chuột lên một đối tượng, đúng không ạ? Thì nó sẽ thực hiện cái công việc ở trong cái hàm mà cái on click chuột sự kiện này nó gọi, hiểu không ạ? Nó thực hiện một công việc ở trong đó. Hàm nó thực thi một công việc cụ thể nào đó, gọi là function, đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi sẽ làm gì? Khi tôi click vào left action thì tôi bước 1 là tôi sẽ lấy được con của tất cả của thẻ deep này. Con của tất cả thẻ deep này. Sau đó tôi sẽ trả về con thứ nhất. Và tôi sẽ bỏ cái con thứ nhất này ra, tôi sẽ add vào con cuối cùng. Tôi gọi cái phương thức của nó là remove child và append child. Ha. À, bây giờ ta sẽ dùng cái gì? Ok. Bởi vậy cái này cô mới demo chứ không phải là để các bạn làm, đúng không ạ? Cái này cô sẽ trực tiếp cô demo. Vậy tôi sẽ lấy được cái đối tượng thứ nhất là đối tượng này. Ta cũng dùng get element by đi, đúng không ạ? Và my div gắn bằng và my img image gắn bằng document chấm get element by đi. Tôi đưa vào của ta là gì đấy ạ? Deep image. Ok. Sau đó tôi lấy con của nó nha, các bạn nhìn nè. Nó sẽ trả về một cái mạng. Tôi lấy con của nó và child children gán bằng myimg chấm children. Children. Children mà tôi lấy con của ông á, mà tôi lấy con đầu tiên coi. Thử lấy con đầu tiên cho. Đó. Tôi thử lấy nha, tôi alert, tôi kiểm tra nào có tôi đúng lấy con đầu tiên không nha. Tôi trả về cái source của nó thử xem nha. Có phải là cái 605 không nhé các bạn. Tôi trả về nè, alert cái children. Child. Chai đi ha, tôi test thôi, cái này tôi test cái chai nha các bạn nhìn nha. Chấm thạc name. À. Chấm src. À, xem có đúng không. Chạy thử nè. Có đúng là 605 không? Có phải đường dẫn của nó không? Đúng chưa? Vậy tôi lấy được đầu tiên. Phần tử đầu tiên sẽ là phần tử chạy từ 0 đến n-1. Okay. Rồi tôi bắt được cái phần tử đầu tiên rồi. Tôi bắt được phần tử đầu tiên rồi. Bây giờ tôi thử remove nha. Các bạn nhìn nào. Tôi bỏ cái này tạm thời, bỏ nó ra. Tôi remove thử nha. myimgs.remove chai. Tôi remove chai ông trai đầu tiên này, ông con. Mất chưa? Mất hết luôn.
Bây giờ tôi muốn nối tiếp thì tôi xóa, tôi phải chèn đằng sau, xóa tôi phải chèn đằng sau. Hiểu không? À bây giờ nè, tôi xóa xong thằng đầu, đứa đầu, tôi phải chèn đứa đầu này về đuôi. Tôi dùng cái my image chấm append child, nối con. Tôi đưa con trai này tôi nối về đầu, về cuối. Tôi đưa con trai này tôi nối về cuối, nhìn nha. Bỏ một đứa nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đứa này xuất hiện đây chưa? Nó làm hoài. Hay không? Rồi, muốn nó tự động nha. Muốn nó tự động nó chạy mà không cần phải dần dấu next. À, nó có hay nè. Muốn nó tự chạy mà không cần phải next. Các bạn dùng cái action này nè, các bạn viết trong cái hàm function start. Tôi đặt cái biến và t gắn bằng set interval, set lập. Tôi đưa cái hàm left action vô, phải lập 1 giây. 1 giây là 1000 milliseconds. Và t set lập nó. Rồi bây giờ tôi gọi tới start này, tôi gọi ngay ở body onload, sự kiện on load, tức là khi load nó chạy luôn cái hàm này, tự chạy. Thế thôi, đây nó chạy hoài nhỉ. Nhưng mà nó thiếu một cái, thiếu cái độ mượt, nó chạy cơ giật, nó chưa mượt. Muốn mượt thì phải kèm cái gì ạ? Transition animation. Cái đấy nó bằng CSS 3 đấy các bạn. Cái đấy về cho các bạn tự làm. Nó nằm trong CSS 3. Làm chủ đề nghiên. Các bạn làm một cái chuyên đề các bạn làm luôn. Làm sao nó chạy mà mượt. Tại vì cái JavaScript các bạn không biết là tôi phải hướng dẫn. Tại vì cái JavaScript nó khó nha. Nó không dễ. Tôi sẽ hướng dẫn. Còn mà cái liên quan đến HTML và CSS các bạn phải tự nghiên cứu xử lý đấy. Nó nhiều lắm. Đấy. Ok, chạy chưa? Nó chạy hoài. Nó cứ bỏ, xóa cái đầu nó nối sau đuôi, xóa cái đầu nó nối đuôi. Nó cứ chạy hoài. Đó. Cái này là dùng để lập start này nè các bạn. Là cái hàm mà được gọi ở onload. Tức là khi các bạn load xuống cái, nó sẽ chạy cái hàm này luôn. Trong cái hàm này nó xử lý cái gì các bạn? Tôi khai báo một cái biến t, biến time. Biến này tôi set interval là lập mỗi lần nó lập, nó gọi cái hàm này, cứ mỗi lần gọi như vậy cách nhau 1 giây, cứ lập cái hàm này liên tục, gọi hàm này ngưng 1 giây, nó lại gọi tiếp hàm này, ngưng 1 giây, nó gọi tiếp hàm này. Và để muốn xóa cái việc lập này, tao dùng cái hàm clear interval. Ok đấy. Và cái hàm của ta rất đơn giản như này. Bước 1 là tôi phải lấy cái đối tượng là div. Đây, tôi đối tượng là div image. Đó, nó là đối tượng nha, object. Sau đấy tôi lấy con đầu tiên của nó ra. Hoặc các bạn lấy children.first child cũng được. Nó cũng là con đầu tiên, hoặc children 0 cũng là con đầu tiên. Hiểu không ạ? Sau đấy tôi remove cái con đầu tiên ra. Tôi nối cái anh này vào cuối, append child, nó tự động nó nối vào cuối. Ok, cơ thể nó chạy thôi. Đây, các bạn sẽ cảm giác giống như cái slideshow đúng không ạ? Đó. Rồi, còn một việc nữa. Rồi bỏ cái này đi. Đó. Bỏ cái này đi, các bạn có thể viết cho một cái button là start ở dưới. Và cái dưới cùng là gì ạ? Clear đúng không? Stop, viết ở dưới này được. Rồi còn một việc nữa, các bạn đưa con trỏ vào đây thì nó zoom, nó chung ra cái hình lớn đúng không? Làm sao đây?
Làm sao đây? Có nhiều cách để làm. Một là các bạn mở ra một cái dialog mới, một cái mới. Đây cái đề nhớ cái đề không? Đưa con trỏ này, cái hình nó sẽ trung bừ ra. Cái đường dưới nó sẽ mờ đi. Đường dưới nó sẽ mờ đi. Đây. Lắp. Ba. Đây. Bài 2. Đây. Ra bật ra một cái dialog, bật ra một cái mô đồ. Đó, cái dưới nó sẽ mờ đi. Đấy, cái dưới mờ đi. Cái này mô đồ. Làm được không? Có nhiều cách để làm lắm. Đưa chuột vào cái hình nào hoặc là click chuột vào hình nào thì hình đấy sẽ show lên. Có phải khi click chuột hoặc đưa chuột tao bắt được cái shot của nó đúng không? Đưa vào tao bắt được đúng không? Bắt được. Hả? Có không? Vừa sao các bạn được học môn JavaScript mà. Cái này là một bài ở trong HTML thôi. Hiểu không? Một bài giới thiệu thôi. Còn các bạn có hẳn một cái môn JavaScript riêng. Hiểu không ạ? Có hẳn một môn, còn cái này là tại vì sao tôi demo cho các bạn. Tại vì là code cái này các bạn chưa xử lý được đâu. Cho nên tôi sẽ demo luôn cho các bạn. Hiểu không ạ? Nhưng mà các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu trước mà. Cái này rất là hay, các bạn xử lý được tất cả mọi thứ ở trên trang HTML luôn. Các bạn tự xử lý được luôn. Hiển thị khi xem một tấm hình, click vào một hình nó sẽ show ra cái này. Thực ra có rất nhiều cách để xử lý. Có thể mở cái mô đồ, mở ra một cái trang mới, một cái mô đồ, một cái div. Bây giờ chỉ nha. Dễ nhất. Ôi trời. Dễ nhất là ta sẽ làm cái div như cái này. Đúng không? Ok, rồi ta làm cái div ha. Cái này là cái gì? Cái này là chữ gì vậy? Tên. À tên. Có tên nữa hả? Vậy tôi sẽ làm cái div. Đây các bạn nhìn nào, cô sẽ làm cái div đây. Xử lý dễ nha. Click. ID. Cô để là big image ha, image. Trong này tôi để một cái image. Cái này ta để là big. Rồi cái này tôi để đỡ là 05 trước đây. Keep silent please. Trong cái div này có để cái hình, tên gì đó tùy các bạn ha. Không biết tên gì nữa, để đại tên hình nhé các bạn. Ồ, nó bị ẩn mất rồi. Bỏ cái overflow này các bạn để là auto đi ha. À hay là các bạn để là visible. Đây, cái div đấy của tôi là đây này. Có tên hình đấy, cái div đây. Đúng không ạ? Cái hình này các bạn để nó đỡ phải nhảy á. Các bạn cho kích thước ha. Width bằng bao nhiêu ạ?
100 hay là 180, width là 180 pixel hay 180 pixel. Đấy, tôi cho bằng nhau nè, thấy không? Được chưa? Đấy, cho bằng nhau, cái này các bạn nhìn cho dễ. Nó đưa 2, 4, 6 thì. Vậy bây giờ, cái này đầu tiên là cô sẽ ẩn đi. Đúng không ạ? Sau tí nữa cô sẽ cho show ra. Show ra. Đúng không ạ? Tôi quăng ra ngoài. Quăng ra hải ngoài luôn. Quăng ra ngoài luôn. Ok. Đấy. Thì hình cái này tôi cho căn giữa. Đúng không? Tôi sẽ cho là cái này chấm image big img deep. Đây. Thang big img image. Tôi để là cái width 180, 400 pixel hay 400 pixel. Okay. Big. Nhưng mà cũng vậy. Border, à, box shadow đi ha. À, 005 pixel black. Đấy. Ui sao nhỏ xíu vậy? Đó, giả sử tôi cho cái này như này. Cái hình vậy. Thì bây giờ tôi click chuột vào đâu thì nó đổ hình ra đây. Nó xấu hình đó. Click chuột vào đây thì nó đổ hình, nó xấu hình và hình này nó sẽ đè lên. Bây giờ để cái hình này nó đè lên. Hả sao em? Bây giờ cái này nè, tôi sẽ cho nó đè lên đây. Đè lên đây. Đúng không ạ? Cái deep này đè lên, cái này nó mờ dần. Đó, khi click chuột thì cái này sẽ sâu ra và cái này nó sẽ mờ đi. Bây giờ các bạn nhìn nào. Cái này tôi sẽ cho đè lên đây nè. Big image này nè. Tôi sẽ cho nó position. Position absolute top 10 pixel left. Ba trăm pixel đẩy lên, thấy chưa? Ok, index z index cho nó nổi lên trên. Đấy, được chưa? Ok, đấy, bình thường là tôi phải click vào nó nổi lên đây, được chưa? Rồi bây giờ nhá. Các bạn nhìn nào. Đầu tiên là tôi đóng cái này đã. Tôi disable nó đi. Vậy tôi để display none. Đồng ý không? Là nó sẽ ẩn đi. Ẩn chưa? Rồi tôi click chuột vào cái này, nó show ra. Vậy tôi sẽ click chuột vào đây, tôi viết một cái hàm. On click. Hàm là show image. Đó, tôi viết cái hàm show image. Các bạn nhìn nhé. Function. Khi tôi không biết làm gì, khi tôi click cái thì
thì lập tức tôi sẽ để cái anh này nè, big image này tôi để display bằng block. Bữa trước cái này có nói rồi đúng không? Block. Ok. Vậy tôi sẽ để là gì ạ? Và big img v big img gán bằng document.getElement by id của tôi là để là big image đúng không ạ? Thì tôi để là v big image chấm style chấm display, tôi để gán bằng block. Để chạy nhá. Đấy chưa? Đấy chưa? Rồi muốn click close thì các bạn xử lý tiếp sau đã. Sau chưa? À sau chưa? Rồi tôi muốn cái dưới nó ẩn. Cái dưới nó ẩn. Thì các bạn có nhiều cách để ẩn. Cách thứ nhất là các bạn đặt một cái div toàn bộ của anh này. Cho nguyên cái div này để ẩn luôn. Hiểu không ạ? Hoặc là tôi cho anh dưới ẩn thôi. Anh này ẩn thôi, bây giờ anh này ẩn thì tôi làm sao nè. Các bạn nhìn nè. Cái anh hình này là ai? Anh hình này có phải là anh div img không? Đúng không ạ? Tôi để nè. Document.element get element by id div img. Hình như tôi lấy rồi à. Đây, div img chấm style chấm opacity, opacity gán bằng 0.2. Ví dụ như vậy các bạn nhìn nha. F5 nhìn nè. Có phải cái dưới nó mờ không? Đúng không? Mờ chưa? Mờ rồi. Bằng 2 thì nó hơi quá, bằng 5. Ô thì chấm. Chạy được không? Chạy chưa ta? Rồi được rồi, được rồi, chạy được đó. Như này cơ mà. Khi click vào đây nó sâu hình này. Click vào cái này nó phải ra hình khác. Cái hình này nè. Hiểu không? Chứ không được ra hình này. Ok. Rồi tôi chỉ. Rồi trong cái show image này nè. Đầu tiên là cái này trong show image này tôi sẽ để là tôi để truyền vào cái div.src. Tôi truyền vào đường dẫn của nó. Tôi truyền vào đường dẫn của anh này, tôi truyền lấy chính nó. Xong đấy tôi sẽ gán lại vào anh này. Tôi gán lại vào anh big image này. Đây. Tôi sửa lại, click chuột ra tôi sửa lại big image. Đây. V big image chấm inner html. Tôi gán bằng img image được bằng
lấy bằng cái này là syrup, my sauce, v sauce. Tôi hán bằng cái anh này. Đó, tôi truyền vào. Rồi các bạn nhìn nha, tôi là truyền vào đường dẫn nào, đổi đường dẫn khác. Rồi nhìn nhá. Chạy nào. À chưa. Tôi chưa gọi cái anh này, tôi gọi on click. Vào đây. Test thử nha. Em 5. Ra chưa? Ra chưa? Ra chưa? Rồi tương tự tôi copy thôi, cái hình này tôi đâu có sửa gì đâu, giống nhau. Đó. Rồi các bạn chạy nhé. Dễ nhất. Ra được chưa? Ra chưa? Ra chưa? Ok chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ tôi muốn click ra ngoài. Click ra ngoài hoặc là khác cái vùng này. Đúng không? Nó mất. Hoặc click lại nó mất. Thì tôi để trong body cũng được. Được không? Click trong body được không? Hả? Muốn tắt? Muốn tắt? Không không, cô F5. Cô muốn tắt thì tắt, có các bạn có thể nhấn bỏ cái nút close ở đây nè. Ok. Đâu, close đúng không? Ở đây có icon của cái nào close không các bạn? Icon của anh nào close không? Về nhà tự xử nhá. Sợ cho nó ra. Bây giờ chữ tôi để cái anh một cái button, một cái deep button đây. Style display of position relative top bottom bottom 0 pixel right 0 pixel close. Xong rồi chữ. Chữ đâu có tiêu mấy đứa. Ấy. À tôi để inner tôi xóa mất tiêu rồi. Tôi xóa luôn cái inner của anh này, là tôi xóa luôn, tôi đè luôn cái anh này. Vậy thì nó không phải hay. Nếu vậy thì không phải hay, tôi làm này hơn à. Cái này tôi để là gì đấy hả? ID bằng image big. Đó, tôi lấy riêng anh này thôi. Đây. Ôi, trật tự mới rồi. Cái này ok hơn à? Chả check tôi bảo cái chữ mất đâu rồi. Close. Bottom right không mà, tại sao nó để là bottom left? Gì vậy? Close. Rồi, tôi click vào close nó sẽ đóng. Đúng không ạ? Click vào close đóng đúng không? À, cái này tôi để là
ID bằng deep close. Rồi on click nè. F close động lại, function close. Tôi viết cái hàm động nè các bạn. Function F close. Và cái này tôi để display bắn nhanh tiếp, đúng không? Nâng. Và hôm nay opacity tôi cho bằng mấy? Bằng 1. Nổi nó lên, đúng không? Tôi cho opacity bằng 1. Rồi nhìn nè, close đang mờ nè, tôi cho close nó sáng liền đen liền, đúng không? Được chưa? Ok. Rồi cái trong cái close này nè, sweet, tôi để nó là cái gì? Point, con trỏ, cursor, hai chấm point chạy nè. Giống cái gì ấy? Đây đứa trỏ có bàn tay chưa? Có bàn tay chưa? Ừ thế. Bình thường nó đâu có bàn tay. Đó, đơn trỏ vô cả bàn tay liền. Là cái cơ sở, là cái con trỏ. Cơ sở. Không phải có so đâu. Cơ sở. Cơ sở. Không phải. Thầy Hồ đọc là cu so. Cơ sở. Được chưa? Ok chưa? Rồi, về cái phần khác từ làm là đây nhà. Tất cả mọi cái đều được nhé. Tôi next nè. Next thoải mái luôn. Bà này đẹp đẹp đưa lên. Thấy không? Đó, đưa ra. Thấy tên hình vô được không? Đặt tên hình cho nó, từ gán vô. Tôi thay luôn nữa. Tôi cách chỉ cho cách này. Thêm một cái đổi số nữa, đặt tên là tên hình gì đó. Thêm đổi số truyền vào đó. Đây, chỉ cho cách này làm nữa nè. Đây, nhìn nhá. Tôi đưa cái con trỏ vào đây, nó sẽ hiển thị ra cái chữ là hình 1. Muốn đưa bàn tay vào đây thì sao? Để cơ sở vào đâu? Đưa bàn tay vào đây này. Thế để cơ sở vào cái image này nè. My IMG đâu? Cơ sở nè. Pointer. Mấy cái đứa này gì vậy? Đưa thấy bàn tay chưa? Thấy bàn tay chưa? Tôi đưa bàn tay vào đây, nó sẽ hiển thị một cái chữ nào đó. Thì các bạn để cái title, đúng không? Title hình 1 chẳng hạn, ví dụ thôi. Em nằm, đơn trỏ vào, thấy ra chữ hình 1 chưa? Rồi bây giờ tôi truyền cái hình 1 này vào đít chấm gì? Title tôi đưa vào đây, đúng không ạ? Rồi ở dưới nè, các bạn nhìn nè. Tôi sửa anh này lại thành cái gì? Title. Vế title. Và tôi để cái thẻ P vào đây, đúng không? Thẻ P này, đúng không? Big image. Thẻ P. Tôi để cái này để ID. Tên hình. Đúng chưa? Tôi để cái ID nó là tên hình. Tôi để là show image, tôi để là gì ạ? À? document.get element by id, tôi để cái tên hình .inner html gắn bằng với title. Rồi. Tôi đổi lại cái anh này. Các bạn thấy là cái hàm của tôi viết thì phải dùng được nhiều. Dùng được nhiều thì tôi cho vào đấy. Đó, đổi cái anh này ra. Tôi test hai anh thôi, nhìn nào. Hình 1 chưa? Đây có tên không? Không.
Tại vì tôi chưa set title mà, đúng không? Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5. Mệt quá, mỗi lần thay mệt quá. Hình 5. Cái này dùng sau này các bạn học, dùng mạng, nó dày, nó chạy sẽ rất là nhanh. Hình 7. Hình 8. Hình 9. Hình 10. Rồi các bạn chạy nè. Hình 1 đúng không? Hình 2. Hình 3. Đấy chưa? Đưa trỏ vào đây nó sẽ nổi lên tên hình. Hình 4, hình 5. Click ra đây nó ra hình 5. Close. Xong. Ok. Được chưa? Các bạn làm tiếp cho cô cái thằng click vào anh này. Previous thử làm coi. Thử nghĩ coi. Đó, cái này là previous, cái này là next. Đó, hello. Hello. Okay. Giờ làm hiểu cho tôi cái coi. Rồi tôi thử test lại anh này.